Anh không qua ăn. Nghĩa là ở đâu cũng dịch, người ta ngăn chặn hết thì là không đi được, hàng ô tô người ta toàn là ấy, cho nên không đi được, cho nên là phải chậm hơn. Các ô tô mọi khi là vận chuyển đi các nơi ấy, ví dụ như là Thanh Hóa, Nghệ An hoặc là ở Lạng Sơn ấy. Đấy, đi các nơi chứ không phải ở đây. Vẫn hy vọng rồi, nhưng mà chắc là trước sau thì là cũng trở lại bình thường, vì ở đây là coi như là tiêm mũi 3 tất cả rồi, chỗ các chú thế là không biết, nhờ ở đây là mũi 3 hết rồi.